tên chương trình là bài hát hay nhất, thì em cũng muốn phải là một Casper độc đáo nhất. Em không muốn đóng mình ở trong bất kỳ một thể loại nhạc nào cả. Và thể loại nhạc suy cho cùng chỉ là một phương tiện để truyền tải được câu chuyện của mình. Thanh Huyền cực kỳ thắc mắc là tại sao bạn lại quyết định chọn tham gia chương trình bài hát hay nhất 2022 khi mà bạn đã có cho mình được những bản hit, những tác phẩm hết sức thành công như vậy. Có một cái câu chuyện vui và em tự kể với mình thôi. Đấy là những bài hát đó em cảm thấy rằng chúng có sự nổi tiếng và độ nhận biết nhiều hơn là cái tên 14 Casper. Và em nghĩ được rằng là đến lúc chúng ta phải bước ra khỏi căn phòng để đứng dưới ánh đèn sân khấu, kể thêm nhiều câu chuyện và cống hiến thật nhiều những bài hát hay. Rất truyền cảm hứng thưa quý vị. Và Thanh Huyền cũng tin là chủ nhân của những tác phẩm hay, họ rất xứng đáng được tôn vinh. Càng ngày mình sống trong một cái thế giới nó phức tạp, anh rất là muốn có một cái bài hát để cho những bạn như vậy, khi mà họ bế tắc, họ có thể nghe được để mà họ vượt qua. Và anh rất là mong chờ được nghe cái bài của em. Cảm ơn anh Linh rất nhiều. Đối với tôi là chắc chắn thì tôi mới đầu tư, cho nên tôi sẽ lưu ý nhưng chưa có quyết định đầu tư ở giai đoạn bây giờ. Hai người cũng mặc đồ màu trắng với nhau giống nhau rồi đó. Được chị Khánh để ý rồi đó nha. Tiềm năng cực kỳ. Em nghĩ rằng là sẽ có nhiều hơn một điểm chung đấy ạ. Bản thân em cũng là một người tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học về chuyên ngành liên quan tại Hà Nội. Em rất hiểu về những cái lợi ích và những rủi ro khi mà đầu tư. Một cái người mà học quản trị kinh doanh nhưng mà lại bay bổng và những cái bài hát mang tính rất là nhân văn như thế. Xin cảm ơn chị Khánh ạ. Có ai đi khỏi thế gian này, có ai rời bỏ giấc mơ, có ai đi khỏi thế gian này để được yêu thương nhiều hơn, có cơn đau nào giống nhau nào, có trăm ngả đường lối đi, có ai nức nghẹn tiếng thét gào và sợ chia đôi biệt ly. Rất là thích cái kiểu R&B kiểu này. Khi mà cắt lên những cái giai điệu kiểu này là nó luôn luôn rất là dễ chạm vào trái tim của khán giả. Anh nghĩ là chắc chắn là bài này là một bài hay rồi. Điểm cao từ anh. Thấy anh Dương Khắc Linh ưu tư khi mà nghe bài hát này. Đó có thực sự là một bài hát khó, hát khó, nghe khó cảm hay không ạ? Bây giờ nghe được cái đoạn verse, đoạn lời một á, thì nó khó thiệt, cho nên vẫn rất là tò mò để nghe hết bài để coi thử cái độ phức tạp của nó như thế nào. Lý do vì sao lại có cái sự thay đổi đột ngột từ một thứ pop ballad dễ nghe đúng không, khác hẳn với cái gì mà em gửi gắm vào trong bài hát hay nhất ngày hôm nay. Tên chương trình là bài hát hay nhất, thì em cũng muốn phải là một Casper độc đáo nhất. Em không muốn đóng mình ở trong bất kỳ một thể loại nhạc nào cả. Và thể loại nhạc suy cho cùng chỉ là một phương tiện để truyền tải được câu chuyện của mình. Và nói một cách khác ở khía cạnh thương mại, đấy là xu hướng âm nhạc của thế giới hiện nay, đấy là không còn thể loại nữa. Khi mà mình làm rất là nhiều thể loại, mình chứng tỏ được mình rằng là mình đa năng. Cái đó rất tốt. Nhưng cái đó đi kèm với mạo hiểm, chưa đào sâu vào từng cái thể loại. Giống như cái bài vừa rồi đối với anh, nó chưa được mạch lạc, có nghĩa em chưa chọn được những gì nó đắt giá nhất ở trong cái phần giai điệu của mình, thì đó là một cái gây khó cho người nghe. VP Bank Bram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.